Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là Flan Gamer đây. Thì video ngày hôm nay, theo cầu của anh em, mình sẽ làm một cái bản BVZ Chino. Chino nhé. Chino tức là China đấy các bạn ạ. Nó là cái BVZ. Nói chung là cái phiên bản này nó cũng là phiên bản cũ rồi các bạn ạ. Nhưng mà có điều thú vị các bạn nhé, hấp dẫn cho chúng ta chơi và trải nghiệm. Rồi, mình vừa tải con game này về xong các bạn ạ. Nhanh, rất nhanh thôi. Nó là link Mediafire và các bạn wifi các bạn mạnh đấy, khỏe đấy thì các bạn tải cực kỳ nhanh luôn các bạn ạ. Chỉ trong nháy mắt thôi là các bạn có thể tải về. Ok, rồi bây giờ cái dung lượng của nó thì cũng không cao đâu các bạn nhé. Dung lượng của nó cũng chỉ mấy chục mê thôi các bạn ạ. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ vào mình trải nghiệm cho các bạn xem cái con game này nó có gì hay ho, hấp dẫn cho chúng ta trải nghiệm không nhá. Rồi, đây, nó là Star Adventure các bạn ạ, đấy. Cái thứ hai là mini game các bạn nhé. Cái thứ ba là Puget. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái đầu tiên, đó là Star Adventure. Bắt đầu cái đầu tiên. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Này. Đấy, kéo đi. Đấy. Có những màn hay ho và hấp dẫn cho chúng ta trải nghiệm đây. Đấy. Bạn thấy gì chưa? Đấy. Cái đầu tiên thì chúng ta sẽ trải nghiệm đây. Đấy. Nó hay ho ở cái chỗ đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào mini game xem thế nào thôi. Mini game nha. Đây. Liệu chúng ta có được chơi ngay không hay là phải chúng ta phải vượt qua cái ngày đầu tiên. Đấy các bạn nhìn thấy gì chưa? Có các zombie của bên China này các bạn này. Đây hay chưa? Nó như là thuộc cái map Kung Fu Won các bạn ạ. Đây. Đấy. Các bạn thấy gì chưa? Các zombie rất độc lạ nha. Hay chưa? Chỉ có ở bên China mới có các zombie này. Còn bên BVZ của quốc tế không có các bạn nha. Đấy, nó lạ, nó độc ở cái chỗ đấy. Để cho các bạn trải nghiệm trong cái bản này. Đây, chúng ta chưa đi qua cái ngày kia thì chúng ta chưa vào đây chơi được các bạn nhé. Đấy. Chúng ta phải đi cái nó gọi là cái Star Adventure các bạn. Đây này. Chúng ta phải đi cái này ít nhất là một vài màn chơi đấy. Chúng ta mới có thể mở tiếp những cái ngày 2 của cái mini game các bạn nhé. Rồi. Thì trước tiên chúng ta sẽ vào màn chơi này xem thế nào đã. Rồi. Nó bắt trồng cây săn cây bi shooter thì chúng ta sẽ trồng thôi. Nhận săn 25 săn một lần các bạn nhé. 25 săn một lần. Cái hoa của nó vẻ ngộ nghĩnh đấy các bạn ạ. Đấy. 25 săn. Khi chúng ta nhận ở đây. Ok. Thì nó cũng giống các bản BVZ kia thôi các bạn ạ. Mới đầu chúng ta ngày 1 của chúng ta thì nó chỉ có một cái hàng đất thôi nhá. Để các zombie nó đi chỉ một hàng đấy lên thôi. Và tiếp theo là tí nữa chúng ta sẽ ba hàng và dần dần là sẽ thành 5 hàng nhé các bạn nhé. Nó toàn chữ tàu thôi các bạn ạ. Mình ấn liều lại chơi lại từ đầu các bạn ạ. Cái này các bạn phải chơi quen thì các bạn mới nhớ được nó như thế nào nhé. Để các bạn đỡ phải chơi lại từ đầu các bạn ạ. Đấy. Đây, cái chỗ hai cái chữ tàu này để chúng ta mà muốn thoát ra vào chơi lại hoặc chúng ta lưu game. Đây, thì các bạn phải chơi nhiều lần thì các bạn mới nhớ được nó tên là gì nhá. Còn ở đây toàn chữ tàu là mình cũng không biết nó là tên là gì đâu các bạn ạ. Cứ chơi quen rồi các bạn sẽ nhớ được nó là như thế nào để các bạn có thể thoát ra vào lại một cách dễ dàng và lưu tiến trình game nhá. Chứ không lại chơi lại như từ đầu như mình thì cũng chết đấy các bạn ạ. Rồi. Ngày 1 của chúng ta sắp kết thúc rồi các bạn ạ. Nhanh lắm. Có mấy con zombie vơ vẩn nó lên thôi. Thì cái bản này nhiều anh em cũng đang mong muốn để mình chia sẻ cái bản này cho các bạn đây. Và hôm nay mình đã tải và chia sẻ luôn cho các bạn để các bạn trải nghiệm nhá. Úi giời. Vàng rất chất lượng luôn các bạn ạ. Khác lạ so với các bản BVZ khác. Thì cái bản này nó hay ho hấp dẫn như thế nào thì các bạn phải vào chơi, tải về các bạn vào chơi, các bạn trải nghiệm thì nó mới có cái thú vị cho các bạn chơi nhá. Các bạn phải khám phá, nói chung là các bạn phải khám phá. Đây. Cái con này nó gọi là con hoa nút. Hoa nút không phải hoa nút bình thường các bạn nhé. Con hoa nút này là con hoa nút nó có thể có khả năng chiến đấu các bạn. Đây các bạn nhìn xem. Có khả năng chiến đấu khi chúng ta cho nó vào trận. Đấy. Có thể tấn công zombie này. Đấy, hay chưa? Không phải qua nút bình thường các bạn ạ.
rất chất luôn. Đấy. Khi zombie nó ăn nhá thì máu của nó sẽ giảm đi các bạn ạ. Nó giảm đi và nó tự phát ra cái nó gọi là lá chắn bảo vệ này. Đấy, làm cho zombie không chén được nữa các bạn, không ăn được nữa. Rồi, bây giờ nhá, khi nó cái con zombie nó chén và nó ăn mất cái bảo vệ, và bây giờ mình sẽ phải lùi lại các bạn nhé, phải lùi lại để cho nó hồi máu, không là cứ để nó chén là chúng ta không sẽ không thắng được đâu. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Khi chúng ta lùi lại thì cái quả con nút này của chúng ta lại hồi máu, các bạn nhìn thấy gì chưa? Lại hồi máu. Và nó lại, khi các bạn muốn di chuyển ấy thì các bạn chỉ ấn vào đây này, ấn vào đây xong các bạn di chuyển sang chỗ ô khác là được, ok chưa? Đấy, chúng ta di chuyển cực kỳ dễ dàng, và các bạn nhìn xem lượng máu của nó đã hồi gần đầy này. Đấy, nó hay ở cái chỗ đấy. Và không chỉ có một cái con này đâu các bạn ạ. Khi các bạn tiến tiếp vào các những ngày sau nhé, nó còn có các plan như là cây sunflower này. Sunflower không phải sunflower bình thường đâu, sunflower nó gọi là sunflower sư phụ đấy các bạn ạ. Thì cái bản này nó gọi là cái bản BVZ Tây Du Ký các bạn nhé. Đấy, BVZ Tây Du Ký chỉ có ở bên BVZ China mới có các bạn ạ. Thì các bạn biết là cái bộ phim Tây Du Ký đấy, nó có các nhân vật nổi tiếng như đó là Tôn Ngộ Không này, Chú Bát Giới này, Sa Tăng này và sư phụ các bạn nhé. Đấy, bốn thầy trò đường tăng của chúng ta được mốt vào đây để chúng ta lưu quá trình chiến đấu với các zombie, coi như là các thầy trò đi lấy kinh các bạn ạ, lấy kinh để chúng ta hoàn thành các nhiệm vụ. Ok, thì khi các bạn trải nghiệm trong cái BVZ China này, Tây Du Ký này, thì các bạn mới thấy được là nó hay ho hấp dẫn như thế nào khi chúng ta chơi trong đây. Rồi, bây giờ các bạn muốn cái con này nó chiến đấu thì các bạn chỉ việc di chuyển ra chỗ càng nhiều zombie để nó tiêu diệt zombie nhá. Và nó cũng có khả năng Flawless Food các bạn nhá. Thì ở đây thì nó chưa thấy xuất hiện Flawless Food các bạn ạ. Thỉnh thoảng nó xuất hiện Flawless Food các bạn ạ. Nó hay lắm cái con này. Và nó khi khi nó xuất hiện Flawless Food thì nó là một đòn chí mạng để tiêu diệt các zombie. Rồi. Đấy. Khi chúng ta đã vào tiếp tục ngày 3 các bạn nhá, thì các zombie nó sẽ đông hơn các bạn ạ, sẽ đông hơn và sẽ mạnh hơn. Đấy. Chính vì thế mà chúng ta phải biết cách phối hợp các plan để chúng ta tiêu diệt các zombie nó nhanh nhất và hiệu quả nhất, đem lại cho chúng ta chiến thắng vang dội các bạn nhá. Ok. Việc quan trọng của bạn là trước tiên phải trồng thật nhiều sunflower để chúng ta tạo ra cái lượng sun thật nhiều để tiêu diệt các zombie. Như thế nó sẽ là một lợi thế cho chúng ta rất nhiều các bạn nhé. Mấy màn đầu tiên này thì các zombie nó cũng bình thường thôi các bạn ạ, nó không có gì khó khăn, nó không có gì mạnh mẽ các bạn. Đấy, mình lại ấn nhầm vào cái chỗ này được các bạn ạ. Bây giờ mình ấn vào chỗ nào để cho nó trở lại đây các bạn ơi. Đây, đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Biết chưa? Đây, các bạn ấn chỗ này nhá. Khi các bạn ấn vào đây là nó tạm ấn vào hai cái chữ này. Đấy, nó sẽ tạm dừng trận đấu lại. Thì các bạn ấn vào đây, nó sẽ quay trở lại game. Đấy, sẽ không bị mất tiến trình các bạn nhá. Còn các bạn ấn bên kia là có năng nó reset lại các bạn ạ. Chết đấy. Rồi, thì hôm nay mình đã chia sẻ cho tất cả các bạn cái bản BVZ Chino. Nó gọi là BVZ China nhá. Tây Du Ký, phiên bản Tây Du Ký. Ok. Thì các bạn nhanh chóng mà tải nó về thôi, rất đơn giản, tải tải và cài đặt thôi. Rồi, thì video của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, share video cho tất cả mọi người cùng biết và đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh Phật Lăng Gamer nhé. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn thành công.